Xin chào 500 chị em Việt YouTubers. Trong tập trước, chúng ta đã biết rằng đối với một kênh YouTube nhỏ mới bắt đầu, cái nguồn khán giả mà chúng ta cần phải chú ý nhất là nguồn khán giả đến từ tìm kiếm trên YouTube. Ở trong clip lần này, chúng ta sẽ đi sâu hơn những kỹ thuật thực tế để tăng lượng view, lượng sub đến từ nguồn khán giả tìm kiếm ở trên YouTube này. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi rất thường gặp ở trong thực tế cuộc sống. Các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này giải pháp riêng đối với nội dung của các bạn. Giả sử bạn tưởng tượng nếu nội dung giá trị mà bạn mang tới ở trong video clip cho khán giả gói gọn lại như là một chai sữa, vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta bán được chai sữa này ở trong quán bia? Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông kênh Việt YouTubers, chia sẻ những kinh nghiệm tăng view, tăng sub, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ HandyFan Support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Em tối ưu hóa khá chuẩn đấy. Mở một cái tab mới vào trong một video anh xem nào. Xem một video mới nhất nào. Em lấy đâu ra cái chữ Impressive Restoration? Dạ em thấy cho em xem cái thằng này thấy nó có hay thêm vào nên em bắt chước thử xem thì tình hình sao thôi. Chứ em một cho một video rồi chứ mấy. À thế à? Đây là thường thường em thấy kênh của bạn là nó thỉnh thoảng là hay cái Unbearable Restoration này. Xem rồi là tùm lum mà cái từ này nên là kiểu như là hoàn hảo hay perfect gì đó. Anh hiểu. Rồi, quay lại cái lúc nãy đi. Nhá, bây giờ như này này, anh xem lúc nãy cái lưu lượng tìm kiếm ấy, thì cái từ khóa, hai từ khóa quan trọng mà em phải đưa vào tiêu đề ấy là không phải cái này, mà từ khóa quan trọng là metal restoration là một. Yeah. Từ khóa thứ hai là knife restoration hoặc là soft restoration. Tại vì restoration thì đương nhiên là phải có rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà bên dưới những từ khóa nhỏ hơn này, tại vì cái nhỏ mình phải nhắm những từ khóa nhỏ hơn, không thể tham được từ khóa lớn được, em hiểu không? Từ khóa restoration yeah. Lớn mình mà đánh tập trung vào những từ khóa nhỏ hơn thì mình sẽ dễ thắng hơn, em hiểu không? Yeah. Sau đó, sau khi mình thắng được cái từ khóa nhỏ rồi, mình bắt đầu leo rank lên nhá. Mà em biết vậy anh, nhưng mà lớn khi này này em làm cái video vì lúc làm con dao này nhé, con dao này thì mình có thể thêm một cái tờ nai hay là thằng kia vào được, nên làm cái quạt này sao thêm. Thế thì bây giờ, thế thì cái đó em phải suy nghĩ cái chuyện là em phải tập trung làm ví dụ như 5 video liên tiếp về dao, tạm dừng cái quạt lại để thời gian khác, hiểu không? Yeah. Hoặc là em cứ để đấy. Đấy là cái cách mình gọi là mình nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu cái thị trường, xem cái thị trường nó như nào, nó cần cái gì. Mình cứ mang cái sản phẩm của tôi ra, xong rồi mang cái một bình sữa ra, xong rồi em mang ra giữa quán nhậu, em bảo các ông ơi, các ông có mua sữa không? Trong quán nhậu nó chỉ uống bia, đúng không? Bây giờ bây giờ em muốn tham gia vào thị trường, các ông ngồi uống bia thì em phải ra quán bia, xong rồi em xem ông uống bia, uống loại bia nào, xong rồi trong các loại bia đấy tôi chọn một loại bia về tôi sản xuất, rồi về mang ra bán thì đương nhiên có người mua chứ. Yeah. Bây giờ em cứ làm ngược, bây giờ em đi làm trước, xong rồi bắt đầu về em mới nghiên cứu từ khóa rồi tối ưu hóa các kiểu, thì có phải là khổ không? Mang bình sữa đóng chai đẹp đẽ các kiểu ra, xong rồi giá rẻ ra mang ra giữa quán bia bán, chó nó mua. Nhá, suy nghĩ chuyện đó nhá, suy nghĩ chuyện đấy, trong đấy, trong những từ khóa này, restoration đương nhiên là em phải để. Tất nhiên là em nhìn thấy cái lưu lượng của nó rất ít, tại vì sao ít, trong các video clip của em nó có để chắc từ khóa đấy đâu. Cho nên là nó gọi là hơi liên quan thôi, YouTube nó đề xuất ít thôi. Chứ còn nó liên quan trực tiếp hoặc với lại em làm nhiều video liên tiếp về cùng một từ khóa đấy thì đương nhiên YouTube nó mới đề xuất, em mới ăn được đề xuất. Xong rồi cả em cũng biết tối ưu hóa bằng playlist nữa rồi, thì em đưa vào ví dụ em làm 5 cái clip liên tiếp về phục hồi dao nha. Xong rồi em tạo thành một playlist, em hiểu không? Xong rồi tạo thành một playlist đấy là lúc khán giả tìm kiếm, ngoài cái hiển thị cái video nó cũng hiển thị một kết quả riêng playlist nữa mà, em hiểu không? Yeah. Đấy mà ví dụ như mình lúc mình tìm kiếm mà mình tùy chọn tìm kiếm hay cài đặt nâng cao cho tìm kiếm, hay vào trong đó mình có thể chọn là chỉ tìm kiếm kênh hoặc là này nọ được ấy, tức là nó vẫn index
playlist. Ngoài video ra thì em còn có thể hiển thị bằng playlist này, gọi là thêm một cơ hội cho khán giả nhìn thấy mình nữa, em hiểu không? Dạ dạ. Xong rồi, đấy là chuyện thứ hai trong tối ưu hóa. Chuyện thứ ba nữa là trong trong các cái màn hình kết thúc em đặt vòng quanh nhau. Xong rồi ví dụ như 5 cái, 6 cái video em làm liên tục về giao như thế nhá. Em để chúng nhá, xong rồi em để màn hình kết thúc, để thẻ các kiểu cho nó chạy vòng quanh nhau ở trong đấy. Dạ. Đó, rồi có cần phải thu bản về trend hả? Ừ. Có chứ, cái này cũng bán trend được, nhưng căn bản là tùy mức độ sáng tạo của em thôi, nhưng còn làm trend, cái này làm theo trend dễ luôn. Em có biết là bu trend kiểu gì luôn, bu trend. Còn nếu mà em cứ làm như này này, em cứ làm restoration, em nghĩ cái chất lượng của video của bọn em rất khá, không biết là em kiếm mà em làm rất khá như này. Anh nghĩ em cứ làm theo đúng cái từ restoration này thôi ấy. Yeah. Em cũng lên, em làm được khoảng cỡ khoảng, anh nghĩ khoảng 20-30 video là nó sẽ lên. Nó sẽ lên nhưng mà nó chậm thôi, em hiểu không? Tất nhiên là vì những cái kỹ thuật tối ưu hóa này nãy giờ nha, anh nhìn nha em là nó hơi bị hỏng hơi nhiều chỗ, nhưng mà nó sẽ lên, nhưng mà nó sẽ chậm, tại vì ấy, cái lưu lượng, anh nghĩ cái lưu lượng tìm kiếm từ phục hồi này ấy, phục hồi và phục hồi sắt về ấy, ấy sợ nó nhỏ, nói chung là cũng phải bắt trend mà lên thì mới nhanh được. Các nhân đủ điều kiện rồi này, là bây giờ là nên đăng ký G2 xong rồi để vào net luôn, hay là đợi lúc nào kênh lớn lớn thì mình mới vào anh? Kênh này thì bật kiếm tiền là vào thôi. Bây giờ nói chung là bây giờ để đăng ký GA mới luôn anh. Hiện tại em đang có bao nhiêu cái GA? Đâu em là có cái nào đâu, bật bây giờ đăng ký là ký cái gì mới hết luôn đi nhé. Để đăng ký cái mới sạch sẽ hoàn toàn đi. Dạ. Đăng ký cái mới sạch sẽ hoàn toàn, đã đấy, đã đăng ký bật kiếm tiền như vậy. Dạ chưa, em chưa đụng một cái gì luôn mà. Sợ. Chưa, em nói chung em đợi cho nó úp đây ra, bây giờ đến hôm nay là thùng ngàn view rồi, nó chưa thấy úp đây cái tab cộng đồng nữa. Em điên này, em giờ hơi này, chuyện đấy có đâu liên quan nhau, chuyện tab cộng đồng với cả chuyện bật kiểm tiền liên quan nhìn nhau, chả liên quan. Hai team khác nhau xử lý vấn đề cho em. Tab cộng đồng thì sau khoảng 1 đến 2 tuần là tự động em thấy nó hiện ra. Dạ, dạ. Nhưng mà xem video tương tác có nhiều không? Comment có nhiều không? Mỗi cái em phải mười mấy, 20 cái comment mà. Dạ, nói chung chạy quảng cáo lên, chạy kêu kiểu Nico, thấy nó comment tầm tạm. Ừ, thế là được rồi. Xem quay trở lại cái thông số của kênh tiếp nó, xem tiếp nè. Yeah. Quay trở lại cái chỗ tối ưu hóa video metadata kia nữa kìa nhá, cái từ khóa đó nhá. Xong rồi nhá, cái điều quan trọng nữa, một điều quan trọng nữa này của em còn sót nữa này, là cái từ khóa mà mình muốn nhắm nhá, em phải đưa vào ngay ở phần đầu tiên của mô tả, là đưa cái từ này đúng không? Ừ. Ví dụ như em đánh là short raster, từ mỗi một video em phải suy nghĩ là em đánh vào từ khóa nào, em hiểu không? Yeah. Ví dụ như cái clip này là em đánh từ khóa là short restoration, em đưa ngay vào đầu của phần mô tả. Sau này khi nào em 1 triệu sub rồi em muốn viết cái cứt gì thì viết, em hiểu không? Nhưng mà giờ thì em phải đưa cái đấy vào trong đầu tiên của mô tả, để cho YouTube nó biết rằng trong số một đám từ này này thì cái từ đấy nó lặp lại lần thứ hai ở trong mô tả, lần thứ ba ở trong thẻ tag, là nó biết đấy là cái video về chủ đề đó, hiểu không? Còn hiện tại nó phải đoán xem video của em là về chủ đề gì, có thể là giant, là khổng lồ chẳng hạn, thì nó có thể xuất sang những cái gọi là giant đúng không, những cái siêu to khổng lồ đúng không, xong rồi cái shark này nó có thể đưa vào đề xuất những cái cá mập cá miếc. Mình làm sao để cho nó, ví dụ như mỗi video của em hiện tại được 10.000 lượt hiển thị chẳng hạn, cả 10.000 lượt đó đều hiển thị liên quan đến vấn đề phục chế loại đúng không, bằng cách làm nó có đi mấy từ này không, nói không hiểu gì cả, là ý là mình chê cái đoạn này đó, rồi mình phải chèn trong thêm chỗ mô tả này nữa. Nhưng mà không phải chèn trong mô tả mà em cần phải chèn hết, em hiểu không? Chèn hết thì đối với thuật toán nó lại cũng như nhau, nó lại cũng không đoán được, mà em chèn những từ khóa mà gọi là mình muốn đánh đấy vào ngay đầu tiên của mô tả. Em ví dụ em thêm vào là short restoration trước đó rồi, xong bên dưới em muốn viết tào lao hưu vượn gì đó thì em viết.
Dạ. Anh thấy kênh này của em cũng giống như kênh kia, cái hình đại diện nó chỉ là mỗi cái ban đầu nhỉ, thêm cái hình gọi là kết quả sau khi phục chế nó như nào, hai bên so sánh nhau trước và sau nhìn nó sướng mắt nhỉ, với lại là 10 giây đầu tiên của video nữa. 10 giây đầu tiên là mình cho kết quả luôn này, cho kết quả luôn, hoặc là em chỉ em làm sao để cho trong 10 giây đầu tiên đó em cho cũng từ before sang after, cái đấy quan trọng lắm. Dạ dạ, để mình tập sau em sẽ làm cho phương pháp này xem. Em bấm vào analytics đi. Đấy, thấy chưa? Thấy khán giả rớt chưa? Rớt liên tục chưa? Dạ. Yeah. Nó có hai đường luôn kìa, đường màu xanh là khán giả organic kìa, lưu lượng bình thường của YouTube đúng không? Còn màu vàng là quảng cáo đúng không? Dạ. Nơi ạt kìa. Thấy chưa? Thấy giữ chân khán giả của organic cao hơn hẳn nhá. Organic do lượng tìm kiếm nó đúng với chủ đề, cái từ khóa của hắn luôn nên là giữ được chân người xem cao phải. Khán giả chưa biết đến mình là ai, em phải cho người ta cái gọi là đường tắt để người ta thấy cái hay cái đẹp của mình bằng hình đại diện, bằng 10 giây đầu tiên. Dạ. Nhá, thì người ta mới đồng ý ở lại, người ta mới xem được. Dạ ok. 1 triệu sắp rồi, anh có quyền giấu là tôi sẽ giấu bí mật đến cuối video, mời các bạn ở lại xem, lúc đó người ta tin tưởng mình rồi người ta mới xem, nhưng còn không thì giờ thì ấy nhá. Dạ dạ. Còn ngoài ra cái chuyện bắt trend của em ấy là cái chuyện là hoàn toàn có thể làm được, các bạn là mình phải suy nghĩ thôi. Suy nghĩ như nào, anh đã từng thấy một kiểu như em, nhưng mà nó không làm theo kiểu ngẫu hứng rồi có cái gì làm cái nấy như này, mà em biết nó làm cái gì không, mà từ lúc cả kênh của nó bùng nổ không? Dạ. Là nó làm mấy cái vũ khí ở trong game ấy. À em biết mấy cái đó rồi, cái kênh rồi đúc toàn bằng game thôi, cái hàng bằng game không. Xong rồi nó lấy thêm những từ khóa ngoài từ khóa của phục chế này nọ ấy, nó lấy thêm các từ khóa của game nữa vào. Dạ. Thì mình bắt trend mà, bắt bằng những từ khóa thôi, bắt trend bằng từ khóa thôi, các bạn cái chủ đề em phải cho nó giống thôi đúng không? À quên, đừng có đánh lừa khán giả thôi. Ví dụ như trong một lúc nào em, nhưng mà cái đấy em lại cũng phải tìm hiểu về game nữa. Ví dụ như thằng nào game nào mới ra cái vũ khí gì mới mà nhiều thằng tìm kiếm này. Thế là bắt đầu em mình kiếm cái thanh sắt, mình đẽo con dao giống như thế. Dạ. Giống như trong game đó. Em cũng đã từng nghiên cứu vấn đề đấy rồi mà. Dạ, em đang nghiên cứu để bắt, đang nghiên cứu đua theo trend mà chưa biết đua cái vụ gì đây. Đấy, ví dụ như trong game thì trend đầy. Đúng không? Yeah. Đấy là một cách để đu trend này. Từ ví dụ vũ khí của game mình có thể mang ra từ ở trong game thì như thế, ở ngoài thật thì thế này. Để lòi luôn, yeah. Đúng không? Yeah. Đấy, chẳng hạn đấy là một hướng căn bản, là nói chung là em phải sáng tạo thôi. Chứ còn anh thấy cái cách này là làm sẽ lên được. Em cứ đi theo đúng cái từ khóa gọi là restoration này, nhưng mà trước khi em đánh từ khóa restoration này em phải đánh xuống những từ khóa thấp hơn bên dưới. Yeah. Anh tổng hợp lại mấy cái anh nói từ nãy giờ này, cái thứ nhất là em để ý cái vấn đề mà sau này ấy em nên nhớ là ngoài chuyện tiền quảng cáo ấy sẽ có các nguồn tiền khác sẽ trở thành quan trọng hơn đối với em, đối với doanh thu quảng cáo, ví dụ như bán thiết bị, bán những cái công mà em làm ở Amazon chẳng hạn. Yeah. Cần nhất thiết phải đúng là cái đồ giáo em làm, mà có thể là những cái tương tự thôi, em biết thôi, em để link bên dưới là khán giả người ta mua. Yeah. Thứ hai là bán cái sản phẩm mình làm ra đấu giá. Đấy là rồi một vấn đề nữa nãy giờ mình thảo luận là em xem xét lại về cài đặt quảng cáo của mình. Yeah. Nha. À, vấn đề về từ khóa là vấn đề thứ tư nha. Vấn đề playlist là vấn đề thứ năm. Để cài đặt playlist thì lúc nãy anh giải quyết cho em, em cài đặt mãi không được ấy nha. Mình muốn playlist đấy thì lại phải quay trở lại cái vấn đề từ khóa, mà em phải chọn cái từ khóa. Ví dụ như trong phục chế chẳng hạn thì em sẽ phân loại ra những playlist là phục chế dao, rồi phục chế kiếm, rồi phục chế đồ chơi, thì mỗi cái thành một playlist. Hoặc là phục chế đồ nhựa, hoặc phục chế đồ sắt. Thành một playlist cho nó phải chung một chủ đề. Xong rồi trong cái playlist đấy nó em tìm hiểu nó có cái phần gọi là tên của playlist, rồi mô tả của playlist. Thì mình cũng phải tối ưu hóa cho những cái đấy, để cho khi khán giả tìm kiếm ấy, nó Google nó vẫn index để nó vẫn hiện ra được. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi vấn đề trong cái phần mô tả nữa, đưa những cái từ khóa vào trong cái phần mô tả nữa.
Ok nha. Xong đấy con bật kiếm tiền thì em cứ nối với một cái gã nào anh thấy hiện tại nó đang bảo là nối với gã ngoại thì sẽ được bật kiếm tiền nhanh hơn đấy. Gã ngoại nhỉ? Ừ. Nối với gã. Dạ. Nhưng mà chẳng là đi mua gã. Đi mua gã ngoại nhưng mà vấn đề ở chỗ mua gã ngoại xong thì phải vào network ngay. Chứ không thì là sao ấy? Mua gã ngoại xong thì mình vào network, em hiểu không? Dạ. Nó tiền nó chuyển về network xong rồi network chuyển về luôn, chứ không cái gã ngoại đấy bữa sau nhiều tiền xong rồi em xác minh danh tính nó lại vất vả đó. Dạ. Địa chỉ các kiểu nó lại bảo tại sao gã của ông lại ở Australia mà địa chỉ của ông lại nhận tiền lại ở Việt Nam, nó lại lăng nhăng. Dạ. Ủa mà tranh đánh nhỏ này để cho mà vào bật cái tiền rồi thì cũng có khả năng là vào nét ngay luôn không em, chứ kênh hay là của em nữa. Kênh của em nhỏ nhưng mà em làm đúng thì chỉ cần vài ba tháng là nữa đến lúc em được bật kiếm tiền là đã to lắm rồi. Dạ. Anh biết, anh nhìn là anh biết nha. Dạ. Anh nhìn cái chất lượng của video em làm là anh biết lên được, căn bản là bây giờ mình tối ưu hóa cho nó chuẩn chuẩn tí thôi. Dạ. Nha.